Tiếp tục với các tin thời tiết cập nhật, hôm nay sẽ là một ngày vừa mưa vừa lạnh ở miền Bắc. Vậy thì diễn biến mưa cũng như là mức nhiệt cụ thể trong ngày hôm nay ra sao chị Quỳnh Anh? Dạ vâng, ngay lúc này thì ngoài trời tại thủ đô Hà Nội thì trời khá là lạnh ạ, à. nhiệt độ chỉ vào khoảng 21 độ thôi. Trong ngày hôm nay thì cảm giác này hầu như là không thay đổi, vì dự báo là mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay cũng không vượt quá 24 độ. Chưa kể là trời còn có mưa to nữa. Quý vị và các bạn ra ngoài đừng quên là mặc đủ ấm. Không chỉ với thủ đô Hà Nội mà khắp các thành phố ở phía Đông Bắc Bộ như là tại Lạng Sơn, Hải Phòng, Việt Trì hay là Ninh Bình cũng sẽ mưa lạnh như vậy. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 22 cho đến 25 độ. Vùng lạnh cũng được mở rộng xuống phía Bắc của miền Trung, đó là tại Thanh Hóa, Vinh hay là Đồng Hới. Nhiệt độ cao nhất chỉ 23-24 độ, riêng Huế thì cao hơn 28 độ. Càng xuống với phía Nam thì nền nhiệt cũng tăng dần. Đối với Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang hay là Phan Thiết là từ 28 cho tới 31 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì dự báo sáng và trưa nay thì trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và hầu khắp các nơi khác sẽ phổ biến là từ 29 đến 34 độ. Về chiều thì trời chuyển mưa rông rải rác và có những điểm mưa vừa mưa to. Trong cơn rông quý vị cần phải đề phòng là nguy cơ xảy ra lốc, sét cũng như là gió rất mạnh. Và vừa rồi là thông tin thời tiết đáng chú ý cho cả ba miền đất nước. Và cảm ơn chị Quỳnh Anh. <laughs>